con đừng có làm mạnh quá nó chạy mất nha con, để cho nó đậu xuống nhiều nhiều nó đẹp. Đừng đi nhẹ nhẹ thôi, đừng có đi mạnh quá nha. Mạnh cái nó sợ nó chạy đó, nó nghe tiếng động mạnh nó sợ đó, nó chạy mất hết á. Đó, nó nhiều rồi kìa. Đó, đi tương quá à, cưng quá à. Dễ thương quá à. Mommy thích cảnh này quá à. Hai con nó rủ nhau đi đâu vậy? Ê. À vậy hả? Hai con đi hẹn hò hả? Ôi giời ơi. Sao con biết nó hẹn hò? Đi chung với nhau là hẹn hò hả? Đi chung với nhau là hẹn hò. Nè. À, nãy đậu xuống cũng đậu chung luôn hả? Rồi giờ hai con đi chung không? Chắc chắc hai con đó là người yêu của nhau quá ha. Dễ thương quá à. Hai đứa này đi hẹn hò nữa hả? Hai đứa trắng đúng không? Một đứa trắng với một đứa trắng xám đi hẹn hò nữa hả? Ố, nó bay đi nữa rồi. Kìa. Con đi từ từ thôi, con đừng đi nhanh quá nha. Ú, nó ăn dễ thương chưa? Đứng xa xa để cho nó ăn đi con. Đẹp quá ha, dễ thương quá ha, rất là đẹp luôn á. Em ơi đừng có làm vậy nữa, nó bay á. Coi chừng chiếc mô tô đi ngang nẹt cái nữa bay hết nữa. Em bé nó đứng nguyên hàng thẳng luôn kìa. Ừ.
Hai con nãy đang hẹn hò hả? Nè, hai con nãy đang hẹn hò nè. Nữ thì đứng trước, nam thì đứng sau. Rồi nó đã chia rẽ nhau rồi. Một con bay lên, con ở dưới rồi. Hai con đó là cặp tình nhân đó. Nè, giờ hai con này. Hay nó đang làm gì trên con nó buồn rồi. Kìa. Đó, hai con này là cặp tình nhân nè. Rồi. Hò nó lên. Nó tạo hình trái tim tặng cho tụi mình á. Thế hả? Đúng rồi, em thấy nó tạo hình trái tim. Phải không? Phải hả? Cặp tình nhân á hả? Còn cặp tình nhân nó đó, nó đứng với nhau hả? Còn một cặp tình nhân còn nhiêu chốn hết rồi. Còn một cặp tình nhân bồ câu nó đang đi chơi, còn bao nhiêu nó nghe tiếng xe nẹt bô nó trốn hết rồi. Sợ quá nó trốn hết rồi.